Linh xin lỗi. Hôm nay Linh sẽ không hát ca khúc đã mang Linh đến với giải thưởng này. Vì đã không còn người đệm đàn cho Linh ca khúc này nữa. Ê, sân khấu này đổi sao không báo cho xe đại? Xin cho phép Linh mượn sân khấu này để gửi lời cảm ơn tới hai người. Người đầu tiên là một nữ ca sĩ có một tâm hồn rất đẹp và một tình yêu nghệ thuật chân thành. Dù bác ấy đã mất cách đây 20 năm, nhưng chính nhờ tâm hồn và lý tưởng của bác ấy đã khiến cho Linh được gặp một người bạn rất tuyệt vời. Nếu không có anh ấy, Linh đã không có những bước đi chập chững với âm nhạc. Và chắc chắn ngày hôm nay đã không có mặt tại đây. Đối với Linh, đi được đến đoạn đường này đã là một thành công quá lớn. Bốn anh em đã luôn kề vai sát cánh bên nhau. Cho phép Linh xin được hát một ca khúc cách đây đã 20 năm để dành tặng cho linh hồn đã mất của bác ấy. Trái đất vẫn không ngừng vận xoay, buồn vui kiếp sống là một vòng quay tháng ngày. Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, giờ anh chẳng còn bên em nữa. Bỏ mặc cho người ta đón đưa. Đã có những đêm em lẻ loi về làng ngõ tôi, tìm lại nơi xa vắng rồi. Dáng anh buồn tênh còn quần quanh đâu đây, chỗ hôm nào đợi nhau vẫn đứng đây. Cảm xúc vẫn nghe trao dâng thật tay. Buổi chiều hôm ấy, ước chi em còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay anh ơi, em ước chi anh về đây một lần thôi. Đâu cũng đàn xưa, mình cũng hát khúc ca thuở nào. Buổi chiều hôm ấy, nhỏ này ăn gian. Tại sao anh không cắt sống thương mục của nó hả? Sự biết cách khác bằng bộ giá, con đời không nổi hợp đồng này đâu. Khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay anh ơi, em ước chi anh về. Trời đất ơi, ca sĩ trẻ gì mà láo gì trời. Ông bà kia người ta chửi tôi ấm xuân kìa. Còn anh này nữa là ai? Đi lên đi lúc nè. Lý tưởng, cái thá gì? Mày thử nói thêm một câu lý tưởng nữa coi. Những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành.